Mình chào quý cô chú và anh chị đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay trở về nhà vườn của Bích Nhung ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Quý cô chú và anh chị, hôm nay nhà vườn Bích Nhung cũng có một số mặt hàng giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình, vừa gồm là gốc Mỹ ghép nhiều loại ha, em một số phôi với Mỹ riêng, có hai gốc Mỹ cũng lớn lớn ha, cũng một số trang qua mẫu đơn ở miền Bắc ha quý cô chú và anh chị. Số điện thoại bên nhà vườn là 0334270232, cũng là số Zalo bên nhà vườn của Bích Nhung hay quý cô chú và anh chị. Rất mong được sự ủng hộ từ quý cô chú và anh chị. Vừa cái thông số đầu tiên là một cây hồng gân hay quý cô chú và anh chị. Cây này thì nó đang phun hoa rất là nhiều ha. Mặt hoa thì ra nắng thì nó sẽ đậm lên ha. Đây là mã số 1 là một cây hồng gân, gốc Mỹ ghép hồng gân ha. Chiều cao cây này là 72. Tán ngang cây này là 90. Hoành là 10. Hoành ở vị trí này là 11 hay quý cô chú và anh chị nhé. Mượn này nó 12, 10 gần 13 nhưng mà kẹt sợi dây mình tính 11 thôi ha. Nó có một chút cái lỗi đây là bị chóc cái da nhưng mà nó không sao ha. Còn cái này nó bị cạp thôi chứ ở trong bên trong thì nó tươi xanh không sao hay quý cô chú và anh chị. Cây mã số 1 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú. Rồi tiếp theo mã số 2 là một cây Ấn Độ ha, cây đang rực hoa ha quý cô chú và anh chị. Cây mà Ấn Độ thì nó sẽ tự đổi màu ha. Rồi em vô thông số ha. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang của nó là 90. Đế quái sạch ha. Cây rất là già ha quý cô chú. Hoành là 14 hay quý cô chú và anh chị. Mã số 2 này, để số của nó là được 33. Mã số 2 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí vận chuyển luôn hay quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 3 là một cây tím bướm ha, gốc phôi gốc Mỹ ghép tím bướm. Cái mặt hoa tím bướm này nó vừa rớt bông, em mới vừa cắt thôi ha, nhưng mà nó cũng còn được sót được một bông ha. Mặt hoa này nó rất là dai ha, nếu mà nó đậu hoa rồi là nó tầm từ 20 ngày tới 1 tháng nó mới rớt hoa ha quý cô chú. Mặt hoa tím bướm nó rất là lâu. Chiều cao cây này là 47. Tổng tán của nó là 60. Này là hàng lùng lực ha. Bonsai sai. Hoành của nó là 16 ha quý cô chú và anh chị. Đế quái hay già. Rồi mã số 3 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo em có một cây là một cốt, cây này là thì ghép đỏ lửa ha. Một cốt. Mã số 4. Rồi em xin phép dưới thông số ha. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang của nó là 70. Hoành eo của nó ở vị trí này là 16 ha quý cô chú và anh chị, đế quái ha, đế cuộn quấn ha. Mã số 4 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 5 cũng là một cây hồng gân luôn ha. Mặt hoa nó đang rất là dày luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi ngưng ha. Chiều cao cây này là 80. Tán ngang của nó là 89 ha quý cô chú và anh chị. Hoành eo của nó là 15 ha, đế già già trắng ha. Mã số 5 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 6. Xin lỗi nhé, gọi là mã số 5 ha, này là mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây tím bướm ha quý cô chú và anh chị. Chiều cao cây này là 88 ha. Tán ngang cây này là 80. Hoành là 10 ha quý cô chú và anh chị, đế quái ha. Có bị lỗi cái là nó bị chóc nhưng mà em đã xử lý keo rồi ha. Mã số 6 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, cây tím bướm ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 7 là một cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc ha. Cây bên này là em ngũ sắc là em bao mình đủ 5 màu nha quý cô chú.
Chiều cao cây này là 1m1 ha. Tán ngang cây này là 95. Hoành eo là 14 ha, nó có bị lõi chóc da từ nhỏ nhưng mà không sao ha, nó đã đá rồi ha quý cô chú và anh chị. Mã số 7 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí ship luôn ha. Tiếp theo mã số 8 cũng là một cây phôi giấy Mỹ ghép ngũ sắc luôn ha. Cây này thì nó lên đủ mặt hoa rồi. Cây rất là quái ha, có một cọng rễ quý cô chú và anh chị. Chiều cao cây này là 1m. Tán ngang em đo xích xích trong ha. Tán ngang của nó là 1m06. Hoành là 11 ha quý cô chú và anh chị. Có một cộng rễ ha. Mã số 8. Mã số 8 thứ 7 ha. Số 8 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo em có một mặt hàng nữa là cây lộc vừng ha. Đây là lộc vừng. Lộc vừng rễ quái ha quý cô chú và anh chị. Rồi em xin vô hộp số ha. Chiều cao cây này là 1m. Em đo cái hoành ở vị trí này của cái cổ nhỏ của nó là 13 ha. Đo vị trí này là được 29 ha. Tổng cái bệ của nó là, tổng bệ đế của nó là 64. Đế quá ha, sổ của nó là được 30 ha quý cô chú và anh chị. Mã số 9 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 10 cũng là một cây lộc vườn luôn ha. Cây này thì nằm ở trong chậu, em bó bầu lại ha, nuôi trong chậu sẵn rồi cho nên là cây rất là khỏe ha. Hình thức ở bên đây là em bao phí ship cho mình hết tất cả ha quý cô chú và anh chị. Chiều cao cây này là 1m03. Đó xa vậy. Đây đi. Hoành ở vị trí này là 14 ha quý cô chú và anh chị. Đế nó hoàng mèo quá ha. Và quá. Mã số 10 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 400.000. 300.000 em bao phí vận chuyển ha quý cô chú anh chị. Mã số 10 đó là 300.000. Tiếp theo mã số 11. Cũng là một cây lộc vừng luôn ha. Cây này thì nó cũng quái luôn ha. Bộ rễ nó rất là quái. Tổng chiều cao cái tàn của này, cây này là 1m luôn ha. Hoành ở vị trí này là 16 ha quý cô chú và anh chị. Bộ rễ nó quá ha. Rồi mã số 11 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 12 là một cây phôi trang vàng ha. Là phôi trang vàng nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao cây này là 23. Cái bay ra là được 25. Hoành của nó là 24 ha quý cô chú và anh chị. Tổng hoành rễ của nó là được 50 ha. Rồi mã số 12 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo cũng là một cái phôi trang vàng ha. Cây rất là già quý cô chú ơi. Chiều cao cây này là 32. Hoành của nó là 25 ha quý cô chú và anh chị. Tổng hoành rễ của nó là 55. Tay cành rất là lực ha. Rồi mã số 13 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 14 cũng là một cây phôi trang vàng luôn ha. Cây này rất lực ha. Chiều cao cây này là 25. Tổng hoành của nó là 24 ha quý cô chú. Tổng đế của nó là được 52. Đây. Rất là lực ha, đế rất lực ha quý cô chú. Rồi mã số 14 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 15 là một cây trang đỏ ha. Trang đỏ lá nhỏ. Cái già cây dữ lắm bởi vì đế này ha quý cô chú. Cái cuộn cuộn luôn ha. Nó bị cái lỗi cái là em
trúng cái nó bị ấy đó, nhưng mà nó không sao ha, dòng trang này nó kéo da hết quý cô chú. Chiều cao cây này là 24, hoành eo của nó là 18 nữa ha. Đế đặt ha, tổng hoành đế của nó là 59 ha quý cô chú. Đây, đế rất là đế ha, tay cành thì đầy đủ ha quý cô chú. Rồi mã số 15 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000 em bao phí ship luôn ha. Tiếp theo mã số 16 cũng là một cây phôi trang đỏ ha, cây này thì có tay cái tông trực ha, đế nè quý cô chú ơi, đế nào đế nấy, nó bự như ngón, bự hơn ngón chân, nghe cỡ ngón chân cái của em vậy. Chiều cao cây này là 44, hoành của nó là 19 ha. Tổng hoành đế của nó là 69 luôn quý cô chú ơi. Đế công nào cũng lấy lực hết sức. Còn nữa nhưng mà em chưa có làm xuống nữa ha. Rồi mã số 15, 16 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là phôi giấy Mỹ Rin ha. Phôi giấy Mỹ Rin cây rất là già ha quý cô chú và anh chị. Rồi em xin thôi vô thông số ha. Chiều cao cây này là 55. Hoành eo của nó là 27 ha quý cô chú và anh chị. Đế sổ của nó là được 46. Mã số 17 này giao lưu với quý cô chú anh chị bên này là phôi nhỏ hay lớn à? Là 600.000 em bao phí ship vận chuyển ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 18 cũng là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Ủa nó rất là đặc ha quý cô chú và anh chị. Đế này là đế sữa rồi ha. Chổng chiều cao cây này là 62. Hoành lộn thước. Hoành eo của nó là 30. Đế sổ của nó là được 52 luôn ha quý cô chú và anh chị. Tổng hoành đế của nó là 57. Cây là không tì vết gì hết, nếu mà cây có bị lỗi gì thì em sẽ báo ha quý cô chú. Cây này là không có bị lỗi gì hết ha. Mã số 18 nó vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn. Tiếp theo mã số 19 cũng là một cây phôi giấy Mỹ riêng luôn ha. Cây có củ đặc ha. Chiều cao cây này là 58. Hoành cổ của nó là 26. Đế sổ của nó là 53. Tổng hoành đế của nó là 50. Mã số 19 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 20. Cây này nó rất quái luôn quý cô chú ơi. Củ nó rất đặc luôn ha. Lọn nó đặc. Mã số 20 cũng là một cây phôi giấy Mỹ Rin luôn ha. Chiều cao cây này là 62. Hoành cổ của nó là 27. Tổng đế sổ của nó là 49. Tổng hoành đế của nó là 60. Mã số 20 đã giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú. Tiếp theo mã số 21 cũng là một cây phôi giấy Mỹ Rin luôn ha. Tổng chiều cao cây này là 57. Hoành của nó là 27 ha quý cô chú và anh chị. Tổng đế sổ của nó là 43. Mã số 21 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 22 là một cây phôi giấy Mỹ Rin luôn ha. Cây này thì nó có bị lỗi cái là em bị làm ngã cái nó bị chóc da, nhưng mà em đã xử lý keo rồi ha. Cây rất là lực ha. Chiều cao cây này là 62. Hoành eo của nó là 34. Đế sổ của nó là 47. Mã số 23 này, 22 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 23 cũng là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Cây này thì có cái đế gì. Cái này mình có thể là trồng móc được ha quý cô chú và anh chị. Trồng móc, trồng đổ ha. Cũng là một cây phôi giấy Mỹ riêng ha. Đo lên đi để chị đo cái. Cây này nó bị lỗi cái là nó bị chóc da này, em đã xử lý keo luôn rồi ha quý cô chú. Cây thì bên này hình thức là em sẽ bao sống cho mình. Chiều cao cây này là 72. Hoành của nó là 2, hoành của nó là 30 luôn quý cô chú ơi. Tổng đế sổ của nó là 54. Mã số 23 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship hết quý cô chú và anh chị.
Rồi tiếp theo mã số 24 là một cây phôi giấy mỹ riêng luôn ha. Cây này thì nó có một cốt lên theo quý cô chú và anh chị. Chiều cao cây này là 76. Tổng hoành của nó là 28. Đế sổ của nó là 53. Mã số 24 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 25 cũng là một cây phôi giấy mỹ riêng luôn ha. Chiều cao cây này là 59. Đế sổ của nó là hoành cổ của nó là 25. Đế sổ của nó là 50. Mã số 25 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 26 cũng là một cây phôi giấy mỹ riêng luôn ha. Cây rất là già, cây thấy quý cô chú nó lên trắng móc hết trơn ha. Chiều cao cây này là 59. Tổng hoành ở vị trí này là 32. Tổng đế sổ của nó là 46. Mã số 26 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 27 cũng là một cây phôi giấy mỹ riêng luôn ha. Chiều cao cây này là 60. Tổng hoành eo ở vị trí này là 28. Đế sổ của nó là 47. Mã số 27 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 28 cũng là một cây phôi giấy mỹ riêng. Nó khỏe nên nó ra tược nhanh luôn ha. Nó mà ra tược luôn. Chiều cao cây này là 52. Hoành eo ở vị trí này là 27. Đế sổ của nó là 44. Mã số 28 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 29 cũng là một cây phôi giấy mỹ riêng luôn ha. Này mình qua cái tông nó hơi nhỏ một tí nha. Tổng chiều cao cây này là 55. Hoành eo ở vị trí này là 22. Tổng đế sổ của nó là 48. Rồi mã số 329 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 30 cũng là một cây phôi giấy mỹ riêng luôn ha. Cây này nó có cái củ đặc ha quý cô chú. Tổng chiều cao cây này là 65. Hoành của nó là 25 luôn ha quý cô chú và anh chị. Tổng đế sổ của nó là 52. Tổng hoành đế của nó là 53 luôn quý cô chú ơi. Rồi mã số 30 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú. Tiếp theo mã số 31 là một cây trang mỹ hồng ha. Cây này thì em đã vô chậu, cây sống khỏe, ra tược và ra hoa luôn rồi ha. Chiều cao cây này là 1m1. Cây này thì em đã cuôn lại, nó đang ra tược non ha. Tán ngang cây này là 1m. Hoành eo ở vị trí này là hoành eo đâu của nó là 10 ha quý cô chú và anh chị. Cây này có đế ha, nhưng mà em không có làm đế xuống. Thoát thân cây này là 48. Mã số 31 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000 em bao phí ship luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 31. Cây này nó khỏe vô lâu cho nên nó lên cỏ luôn rồi. Chiều cao cây này là 1m05. Để cái mặt hoa nó ra hoa lại ha. Tán ngang cây này là 1m. Hoành của nó là 9,5 gần 10 luôn ha quý cô chú. Thoát thân cây này là 38. Mã số 31, 32 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 33 là một cây mỹ hồng nhưng mà nó có cái phơm lớn ha. Cây này thì nó có cái phơm lớn. Rồi ngưng đi. Chiều cao cây này là 1m25. Tán ngang cây này là 1m3. Cây đế cuồn cuộn luôn quý cô chú ơi. Hoành của nó là 13. Thoát thân cây này là 30. Mã số 33 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị.
Rồi tiếp theo mã số 34. Một cây Mỹ Hồng, nhưng mà cây này thì cái form nó lớn hơn cây nãy ha. Chiều cao cây này là 1m25. Sáng ngang cây này là hết thước luôn quý cô chú ơi. Hoành của nó là 14. Thoát thân cây này là 25. Cây có đế ha. Mã số 34 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 600.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là cây phôi giấy Mỹ ghép ha. Cây này thì em ghép tím mà. Cái này là ghép tím gì quên rồi trời. Cây này thì em ghép hai màu nha. Một màu tím tuyết và một màu trắng nha. Màu trắng để em xem coi cái mặt hoa nó có lên mặt hoa. Đây cái mặt hoa trắng tinh ha. Thì cây này là ghép hai màu, một màu trắng và một màu tím tuyết. Em vô xong số cho quý cô chú mình tham khảo ha. Chiều cao cây này là 1m3 quý cô chú ơi. Em đo cái tán trên này nha. Tán trên này là một là được 70. Cây rất là lực ha, cây già đế đặc quẹo luôn ha quý cô chú. Hoành của nó là 32 nha quý cô chú và anh chị. Đế sổ của nó là được 40. Rồi mã số 35 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.500.000 đồng, em bao phí ship ha, cũ nó đặt sệt luôn ha quý cô chú. 1.500.000 đồng em bao phí vận chuyển ha. Rồi tiếp theo mã số 36 là một cây trang thái đỏ. Ôi xin lỗi. Là một cây phôi giấy Mỹ ghép, cái cây này là ghép 6 màu luôn quý cô chú ơi. Trong này là có thái nè. 6 7 màu gì đó. Có thái đỏ rồi có tím lửa hay cam lửa. Tím lửa, cam lửa và đỏ lửa. Thêm được 3 màu đó ha. Thái thì thái vàng, hồng, đỏ, vàng cam, trắng phớt hồng. Cây này là có 7 8 màu, cây này có 8 màu ha. Rồi chiều cao cây này là 1m8 ha quý cô chú và anh chị. Tán ngang của nó là được 1m4. Hoành của nó là 25 ha quý cô chú và anh chị. Cây này thì em sẽ bao, do có quý cô chú anh chị nào ở xa có nhu cầu thì bây giờ là em sẽ ship cho quý cô chú anh chị mình toàn quốc luôn ha. Ship toàn quốc của mình là cây này là em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc ha. Mã số 36 là cây có 7-8 màu ha. Cây này có 8 màu. Cây này thì nó không sao hết ha, nó bị cái cây nó bị cấn ở đây thôi, nhưng mà nó không có bị ảnh hưởng gì cái cây hết, không hề bị mục ha. Rồi tiếp theo là một cây này là ngũ sắc ha quý cô chú anh chị. Cây này thì có một cái tông một cốt. Mã số 37, chiều cao cây này là 1m8 ha. Ngang cây này, ngang cây này em cái tàn nó chưa có bung ra, hôm nay tán ngang em cho 7 tấc thôi quý cô chú ơi. Tán ngang em cho 70 đi ha. Mã số 37 này cao là 1m8, ngang là 70. Đế sổ quái ha. Hoành của nó là 23. Đế sổ rất là sổ ha. Đế sổ của nó là được 53. Đế rất cây rất là già ha. Mã số 37 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 2 triệu đồng, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 38 là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Cây này là phôi giấy Mỹ riêng nha quý cô chú và anh chị. Quý cô chú anh chị nhìn cái cây nó to. Cây này thì nó có một chút xíu lỗi ở đây là em giới thiệu cho quý cô chú anh biết là nó bị khô da ha. Nó bị nắng táp á, nó khô chút đỉnh nhưng mà nó không sao hết ha. Dưới này thì nó tươi rồi, không sao. Bị lỗi thì từ bên này dài qua đây. Nhưng mà em đã xử lý ra keo luôn rồi. Này đó. Đó chiều cao của cái cũ đi. Chiều cao cái cây này là 63.
eo ở đây đi. Quạnh eo ở vị trí này là 36 ha. Em đo eo của cái quạnh cũ nữa đi. Ở vị trí này là 62 ha quý cô chú. Vị trí này là 69 ha. Ở vị trí này là 79 luôn quý cô chú ơi. Em đo cái cụ sổ của nó coi nhiều. Tổng sổ của nó là 72 quý cô chú và anh chị. Tổng cái bệ của nó là 1m luôn quý cô chú, 1m1 luôn quý cô chú ơi. Cây này thì nó rất là già, cây nó cái này là nó bị già, nó nứt da me thôi chứ không có vấn đề gì hết, chỉ có bị lỗi ngay cái vấn đề này chỗ này là nó bị nắng nó táp chóc da hay khô da chỗ này thôi. Nhưng mà cây thì em bao sống cho mình ha. Cây mã số 38 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 6 triệu đồng, em bao phí vận chuyển cho quý cô chú và anh chị mình ha. Cây rất là nặng ha quý cô chú, muốn bự hơn em luôn á. Tiếp theo mã số 39 cũng là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Cây này thì nó có một rễ nó rất là già cây luôn rồi ha quý cô chú. Những cái cây như thế này thì quý cô chú nào cũng nên là đáng sưu tầm ha. Cây già này, cây này là không có bị lỗi gì hết ha quý cô chú. Cây này em đứng lên coi hả. Tổng chiều cao của cây này là 68 ha quý cô chú và anh chị. Tổng hoành eo của nó ở vị trí này là 32. Tổng cái đế sổ của nó xuống tới đây là 1m05 luôn quý cô chú ơi. Hoành ở vị trí này là hoành rễ của nó là 57 ha quý cô chú. Ở vị trí này cũng 57 luôn ha. Cho cái cổ nhỏ trên này đi. Cái cổ ở trên này coi nó được bao nhiêu ha. Cái cổ ở trên này là 55 luôn quý cô chú ơi. Rồi mã số 439 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 4 triệu đồng em bao phí ship ha. Cây này thì không có lỗi không có gì hết ha. Cây nào nó có bị lỗi thì em sẽ báo lỗi ha, còn cây không có thì em sẽ báo không có ha. Rồi tiếp theo một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là cây này là ca bồi trắng nha, cái gốc ca bồi trắng em ghép tím bướm. Cây này thì nó em mới xuống hoa thôi, mặt hoa nó cũng còn một hai hoa trên đó thôi. Cây này thì em mới xuống hoa cho nó khỏe cây ha. Chiều cao cây này là 1m3. Nó ngang cây này là hết thước luôn ha quý cô chú. Cây này thì em đã đánh chi đánh mâm ra rồi ha. Hoành của nó là 39 ha quý cô chú và anh chị. Cây này thì nó bị già cây ha quý cô chú. Hoành của nó là 74, hoành đế của nó là 74 ha. Hoành ở vị trí này là 35 ha quý cô chú và anh chị. Đây cây nó có một chút xíu lỗi để em báo với quý cô chú anh chị mình luôn. Cây này là bị cái nhánh hồi xưa nó ở đây nó có một cái nhánh ha, nó bị tét ra nhưng mà nó không sao hết, nó cứng rồi, quá thạch rồi ha. Rồi cây mã số 40 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 6 triệu 500 ngàn đồng em bao phí vận chuyển toàn quốc cho mình luôn ha quý cô chú và anh chị.
Những cái cây này thì nếu mà ở xa thì em phải gửi xe cho mình ha. 20. Ủa đâu rồi? Rồi tiếp theo một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là cây trang hồng phấn lá trung ha. Đây mặt hoa nó đang chuẩn bị lên hoa nhiều lắm ha quý cô chú. Cây này thì là hình thức là cây đã thuần chậu rồi ha. Chiều cao cây này là 88. Tán ngang của cây này là 95. Hoành của nó là 10.5 ha quý cô chú và anh chị. Cây này thoát thân là được 28. Mã số 41 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 đồng. Cây này là cây thuần chậu nha quý cô chú anh chị. Cây này khi đi em sẽ bó bầu, tại vì cái chậu này đi ship rồi nó sẽ bị bể, cho nên là em sẽ rút chậu bó bầu trước cho mình để mình dưỡng cái cây ha. Cây này nó có đế ha quý cô chú. Này đế rất là to ha. Rồi mã số 41 này là 400.000, em bao phí ship ha quý cô chú. Rồi tiếp theo mã số 42. 42 cũng là một cây trang tàu ha. Cây trang tàu đỏ. Cây này cũng là thuần chậu. Cái chậu này thì em sẽ ship luôn cho mình ha. Tại vì những cái chậu nhựa thì ship được, nó không bị bể thì em ship luôn cái chậu. Chiều cao cây này là 1m ha. Tán ngang cây này là 79. Hoành của nó là 10. Thoát thân cây này là 37. Đây mặt hoa của đang rộ hoa luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi cây đây là cái cây mã số 42 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000, em bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Cây này cũng là cái cây cuối clip của hôm nay ha. Nhà vườn Bích Nhung chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị. Kính chúc quý cô chú nhiều sức khỏe. Mong được sự ủng hộ từ quý cô chú và anh chị mình ha. Mến chào quý cô chú.